Hôm nay mình sẽ làm video clip giới thiệu và test một chiếc nồi áp suất hàng Nhật bãi. Đây là chiếc nồi nhôm nhá, dòng 2 quay. Chiếc này là dung tích là 6,1 lít và nhôm rất dày nặng nhá. Đập một chiếc nồi không thì nặng là đã 5 cân rồi. Đấy. Dùng chán khi nào hỏng bán thắt vụn vẫn ra tiền nhé. Hai quay, chiếc này là cái tay gạt để khóa. Khi mình muốn mở nắp nồi ra thì mình gạt nồi sang đây. Và lấy sang đây sẽ xoay cái nồi này nó ra. Mình nhấc cái nắp lên. Đấy, chiếc này được sản xuất tại Nhật chị luôn nhé. Hiện tại mình đang test. Nồi rất kín. Răng là còn rất đẹp, răng xanh nhá. Nồi hai quay này dùng yên tâm rồi, rất là bền. Đấy, hiện tại thì là hơi bắt đầu đã đủ và bắt đầu đã quá áp, quá cái áp quy định của cái nồi ấy. Là 100 kg trên 100 cm², bắt đầu nó sẽ xì hơi đây để nó giữ an toàn cho cái nồi. Cái bình minh chương nấu cháo nếu mà đun sôi đứng từ cái lúc như thế này thì tầm mấy phút thôi là mình tắt bếp đi để là chương nó sẽ tự nhừ. Minh chương nấu cháo nấu chè kho thịt kho cá rất nhanh nhừ, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm được ra. Và đặc biệt là cái này dùng rất bền, không như cái dòng nồi điện nhé. Nồi điện ở Việt Nam bán hơn triệu rất nhanh hỏng mà là hở hơi minh mãi không nhừ. Đấy, còn dòng này thì chất lượng quá ok rồi, à, hơi rất nhiều đấy. Đấy, mình xả hơi ra rất một lúc lâu mới đầu mới hết nhé. Các bạn nào có nhu cầu mua liên hệ mình theo số điện thoại 035 874 2679 nhé.